Chủ tịch Miss Universe phản đêm, vỗ mặt ông Nawaz, mắng Miss Grand International là rạp xiếc, đại chiến bắt đầu căng thẳng. Trước những động thái của ông Nawaz khi liên tục cà khịa Miss Universe, nữ tỷ phú Anh Ni mới đây đã chính thức có màn đáp trả cực gắt. Trước đó, nhiều người cho rằng chủ tịch Miss Grand và Miss Universe là đôi bạn thân, nhưng thật ra thân ai nấy lo. Mối quan hệ kỳ phùng địch thủ của Miss Grand International và Miss Universe hiện đang nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng fan sắc đẹp. Sau khi Miss Universe bị đối thủ cà khịa trong đêm chung kết, nữ tỷ phú Anni Zarajutatip đã tổ chức họp báo xác nhận bản thân là chủ nhân mới của tổ chức Hoa hậu Hoàng Vũ, đồng thời khẳng định những bước ngoặt mới mà bà sẽ thực hiện đối với tổ chức này. Mới đây, một số diễn đàn sắc đẹp đã cho biết chủ tịch mới của Miss Universe đã mời Hoa hậu Hoàng Vũ 2011 Leila Lopez đến Thái Lan để tham dự họp báo tiếp theo của cuộc thi. Điểm đáng chú ý chính là Leila Lopez từng chỉ mặt đặt tên cho Miss Grand rằng cuộc thi sắc đẹp này là một rạp xiếc. Việc bà Annie mời cựu Hoa hậu Hoàng Vũ đến xứ chùa vàng được đồn đoán là để tạo ra cuộc đụng độ với Miss Grand International và ông Nawaz, làm bùng nổ truyền thông trước khi cuộc thi Miss Universe diễn ra. Có lẽ fan sắc đẹp sẽ được chứng kiến các drama dài hạn giữa đấu trường nhan sắc này. Trước đó, Hoa hậu Hoàng Vũ 2011 Leila Lopez từng thẳng thắn mắng cuộc thi của ông Nawaz là rạp xiếc đúng nghĩa. Cô nói, chúng tôi sẽ không bao giờ ủng hộ gánh xiếc, nơi mà chủ tịch toàn quyền quyết định ai sẽ đứng kế ông ta trong ảnh chụp nhóm, cũng như công khai ủng hộ đại diện nước mình Enfa Guadraha. Chúng tôi không thể tin được ông ta có thể khẳng định ai sẽ thắng và ai sẽ in top trước khi chung kết diễn ra. Dừng thời gian theo dõi các cuộc thi này đi, để đừng khiến cho bản thân bạn bị trở nên xấu hổ như vậy. Một rạp xiếc đúng nghĩa, tôi không thể tin được nhiều người phụ nữ khi đến đây có thể chấp nhận bị tác động bởi sự nhạo báng dưới danh nghĩa một show. Nếu Isabella Menin không thắng, chúng ta hãy vận động để cô ấy ghi danh Miss Universe Brazil vì cô ấy có rất nhiều tiềm năng, tôi cổ vũ cô ấy. Sự giáp mặt của Hoa hậu Hoàng Vũ 2011 với fan Thái Lan cũng khiến cộng đồng người hâm mộ của mỹ nhân khá lo lắng vì Miss Grand đang tạo nên cơn sốt tại xứ chùa vàng. Những người cuồng Enfa Guadraha hay chủ tịch Nawaz sẽ có khả năng làm tổn hại đến nàng hậu. Sau khi cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Miss Universe được mua lại bởi một nữ tỷ phú chuyển giới Thái Lan, Anni Zarajutatip, cộng đồng sắc đẹp toàn cầu đã đặt nghi vấn trước nhiều tin đồn rằng người vừa thâu tóm được tổ chức này chính là bạn thân của chủ tịch Miss Grand International, Mr. Nawaz. Tuy nhiên, theo nguồn tin của một fan Việt Nam đang sống tại Thái, ông Nawaz và bà Anni Zarajutatip đã từng có hiềm khích trong quá khứ và không phải bạn bè của nhau. Cụ thể, bà Anni đã từng tài trợ cho sân khấu của Miss Grand International 2019 và cả hai đã không hài lòng khi làm việc cùng nhau. Sau đó, năm 2021, bà Anni tiếp tục viết tâm thư để chỉ trích ông Nawaz luôn có những lời nói không hay về các nghệ sĩ Thái Lan. Nhiều người từng đồn đoán rằng ông Nawaz và bà Anni kết hợp với nhau để thâu tóm Miss Universe và Thái Lan sẽ trở thành quốc gia sở hữu hai cuộc thi sắc đẹp lớn nhất nhì toàn cầu. Tuy nhiên, sự thật lại không phải như dư luận bàn tán. Chủ tịch Miss Grand và Miss Universe sẽ tiếp tục cạnh tranh dài hạn vì mối quan hệ giữa hai bên đều không mấy tốt đẹp. Sau khi ông Nawaz công kích Miss Universe trong đêm chung kết Miss Grand International 2022, chủ tịch mới của cuộc thi này đã quyết định công khai bản thân đã sở hữu toàn bộ 100% và mở họp báo đưa ra những bước ngoặt mới dành cho Miss Universe để thể hiện đẳng cấp. Ông Nawaz từng giải thích về việc vì sao liên tục đá xéo cuộc thi đối thủ này ngay sau khi chủ tịch mới nắm quyền. Clip mà Miss Grand International đã làm để hạ bệ Miss Universe là do vào năm 2013 tổ chức này đã gây chiến trước. Họ đã kiện Miss Grand vì chúng tôi sử dụng logo Hao Hao Miss Universe. Chúng tôi đã thay đổi, nhưng năm 2014, Miss Universe tiếp tục kiện Miss Grand vì sử dụng cụm USA trên sát nên Miss Grand buộc phải đổi lại tên đầy đủ. Chúng tôi đã hứng chịu nhiều thứ, điển hình như việc gần đây, Miss Universe 2011 Leila Lopez đã công khai nói rằng Miss Grand là một rạp xiếc. Thật ra Miss Grand mới là người bị động, còn Miss Universe thì giữ im lặng suốt thời gian qua, khiến đến bây giờ, một số fan sắc đẹp mới vẫn nghĩ tổ chức của họ đắt giá.